Hầu hết các công ty dùng Golang đều là những công ty mới hoặc là công ty mình có thể gọi là startup, mặc dù có một số công ty họ IPO rồi, ví dụ C Group họ IPO rồi, tuy nhiên có thể nói là đấy là những công ty trẻ cái trending đấy. Thế thì Lâm có thể nói thêm cho các bạn là thế thì có cái điểm chung nào mà khiến các công ty trẻ họ dùng Golang nhiều thế không, mà không thấy là dùng Java hay là C cộng cộng ở đây? Tất nhiên là có, anh nghĩ là có, nhưng mà họ khá là dùng Golang khá là nhiều. Em phải mention trước là trước khi mà để dùng Golang ấy thì em nghĩ là họ đã sử dụng những ngôn ngữ mà rất dễ phát triển để ra feature nhanh như kiểu Ruby on Rails. Ruby on Rails ví dụ như là công ty Implement Hero ở Việt Nam ấy khá nổi ấy, nó tuyển rất nhiều. Hoặc Python thì có Shopee ngày xưa. Mấy đấy ngôn ngữ gọi là biên dịch. À thông dịch sorry. Tức là phải có những mấy thằng interpreter nó khác so với những ngôn ngữ như kiểu là C cộng cộng phải compile ra nó mới ra được. Nhưng mà tuy nó chậm như vậy, tại vì nhưng mà thì nó sẽ đánh đổi là mình sẽ ra feature trở lại nhanh, dễ 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 đọc, dễ học. Nhưng mà đương nhiên là khi đấy là những start mới đầu, nhưng mà tuy nhiên ấy thì start mà nó đi lên, nếu mà những cái sáp chết thì mình làm sao mình biết được. Bây giờ những thằng đi lên, tức là cái lượng user request nó càng ngày càng lớn, hệ thống phải lên cao lên. Thế thì để đương nhiên là mấy thằng Python hay là thằng Ruby on Rails nó có thể support scale lên thôi, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ rất là khó so với những cái thằng khác như kiểu Golang, hay là nên là nó sẽ quyết định là nó sẽ chuyển, và Golang là một thằng dễ chuyển, nó cũng không phải quá khó học so với C cộng cộng.